Ở tuổi 33, Hoàng Thùy Linh sở hữu vẻ đẹp mặn mà, quyến rũ và trẻ trung so với tuổi, cùng với một sự nghiệp thành công đáng ngưỡng mộ. Hoàng Thùy Linh sinh năm 1988, nổi danh với những ca khúc như Nhịp Đập Giấc Mơ, Rung Động, Để Mị Nói Cho Mà Nghe. Duyên Âm nhắc đến Hoàng Thùy Linh, khán giả thầm ngưỡng mộ bản lĩnh của nữ ca sĩ khi kiên cường vượt qua những sóng gió đầu đời của sự nghiệp. Khác với hình ảnh trên sân khấu, Hoàng Thùy Linh ngoài đời khá giản dị. Cô thường xuất hiện với những trang phục đời thường, chọn kiểu trang điểm nhẹ nhàng làm tôn lên những đường nét xinh đẹp, trẻ trung so với tuổi. Chia sẻ với Vietnamnet, Hoàng Thùy Linh nói điện ảnh với cô là một mối duyên đã hình thành rất lâu. Do vậy, song song với sự nghiệp ca hát, Hoàng Thùy Linh vẫn cố gắng góp mặt trong một vài dự án phim thú vị. Năm 2019, cô đã để lại nhiều ấn tượng khi xuất hiện lại trên màn ảnh nhỏ với bộ phim hình sự Mê Cung. Và tháng 10 năm 2020, nữ ca sĩ cũng trở lại màn ảnh rộng với vai chính trong phim Trái Tim Quái Vật sau 7 năm kể từ phim điện ảnh Thần Tượng.